mưa lớn trong đêm với lượng mưa trên 120mm khiến diện tích lớn đất đá bị sạt lở. Trận lũ quét sạt lở đất diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, gây thiệt hại nặng trên diện rộng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, vụ sạt lở khiến 2 người chết, 5 người mất tích, 2 người bị thương, 10 nhà bị cuốn trôi, 8 nhà bị đổ sập, gần 100 ngôi nhà bị hư hại, 40 hectare lúa bị vùi lấp, 2 hectare thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn. Các cơ quan chức năng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh đã kịp thời có mặt để hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn, di chuyển người, tài sản của người dân đến nơi an toàn.